Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Rồi, chào xin em. Chào anh Quỳ Linh và chào chị Cát Tường, cùng chào quý vị khán giả trường quay. Tên em là Hoan, em đến từ Nghệ An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư công nghệ thông tin, hiện tại em đang công tác làm việc tại Đồng Nai. Bao nhiêu tuổi Hoan? Em năm nay 31 tuổi chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên đó. Em tên là Diễm Hương. Em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên mua hàng. Mình làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đồng Nai luôn chị. Quê mình ở đâu? Dạ, Xuân Lộc, Đồng Nai. Là coi như gần nhau đấy. Rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Về tính cách thì là em là người có cá tính, vui vẻ và cá tính. Còn về sở trường thì đam mê kinh doanh và làm đẹp. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Thì ai cũng mê hết trơn. Dạ. Nhược điểm của em thì là vì đôi khi em thẳng tính quá. Và hơi đôi khi nhiều khi cũng nóng tính, thành ra là khó tính. Cũng là một nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có tìm được người phù hợp. Nhưng mà mình trải qua được mối tình nào chưa? Em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất cũng được 5 năm. Và mối tình thứ hai thì cũng được gần 2 năm. Rồi bạn trai nghe những chia sẻ bạn gái thì mình thấy như thế nào? Cái suy nghĩ của em là giống anh rồi á. Mọi người nhận xét anh là hơi khó tính, nhưng mà anh thấy anh là xấu tính. Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng, nhưng mà anh lại nhanh, rất là nhanh quên. Nhưng mà hai người nóng tính hết trơn, vậy thì nếu mà nóng tính ai nhường ai? Thì cái đó trong cuộc sống mình biết nhường nhìn nhau với anh. Bạn bên kia có hai mối tình rất là dài, còn bạn có mấy mối tình? Ngày xưa đi học cấp 3 thì yêu nhiều lắm, nhưng mà toàn yêu đơn phương. Rồi. Nhưng mà mối tình thực sự thì cách đây khoảng một năm, em khoảng yêu khoảng nửa năm rồi sau đó hai người không hợp nhau, chia tay. Bạn trai mình đặt ra tiêu chí tìm bạn gái như thế nào? Với em thì em thích người phụ nữ thông minh, cá tính một chút. Ngoại hình thế nào? Ngoại hình thì xinh đẹp chút là được ạ. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không ai? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Bạn gái mình có đặt ra tiêu chuẩn như thế nào không? Về ngoại hình thì chỉ cao 1m65 trở lên là được. Nhìn về bên ngoài thì có hơi mạnh mẽ. Về tính cách thì là em thích người hiền thôi, vui tính, nói ít thôi. Có lập trường, có chính kiến của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai gia trưởng, bê bối, không thích hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không em? Em không có hút thuốc chị ạ. Bên đây không có nói nhiều rồi đó. Có gia trưởng không? Không ạ. Rồi bạn trai không thích gì ở bạn gái? Em chỉ không thích phụ nữ hay cằn nhằn, nói nhiều nữa, lượm thuộm. Lượm thuộm. Vâng. Bên đây không thích, bên kia bê bối, bên kia không thích, bên đây lượm thuộm. Hai người này chắc kỹ tính lắm ạ. Bây giờ bà mối qua coi cái không, hồi nãy hôm trước khi qua coi nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó, không thích cái gì nữa nói đi. Không có, bà không đầu hói. Cái gì sao tự nhiên ở dưới khán giả cái vậy? Chuyện gì đâu rồi cái màn, tôi nghe tôi quýnh mất tiêu cái màn rồi. Ôi chào chị Cát Tường xin chào. Không biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó thì giờ làm sao? Ai biết. Coi coi. Anh không biết là sao em biết? Em hỏi gì? Hả? Em hỏi á. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi á. 31 rồi là phải có cái gì chắc chắn chứ. Thì bây giờ nghề nghiệp của em là như vậy rồi, thì em xác định là định cư ở trong này khoảng 1 năm, nửa năm gì đó thì mình có thể cưới được. Vậy đi. Dạ em chào anh. Chào cô gái thân mến. Dạo này ông Mai bà mối khó tánh lắm nha. Cái chứ. Vụ gì mà người ta hói đầu không thích? Vụ này tôi căng lắm. Bây giờ yêu thương nhau hết lòng, ta chăm sóc, ta đủ thứ hết trơn. Rồi tự nhiên ta hói đầu không thích người ta. Hói ít thôi anh. Hói nhiều rồi sao? Hói nhiều em không chịu đâu. Kỳ lạ đó. Phụ nữ không thích hói đầu. Ủa mà anh mới nói bị hói hả anh? Ai biết. Bây giờ theo em thôi. Sao gọi là hói? Tự nhiên anh Nguyễn Linh vậy là hói hả? Ừ, anh có hói không? Dạ không, anh là chán cao. Vậy được rồi. Được, vậy cũng được. Không đến nổi. Giống giống như anh vậy. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái với lại bạn đồng nghiệp. Em ruột hả? Dạ em họ. Rồi xin. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Rồi chào em. Em là Hà, em gái của chị Hương ạ. Hà nhận xét anh trai bên kia sao ạ? Ảnh tráng khá cao, khá thông minh đó Hương ạ. Còn về tính cách thì có vẻ anh chị phải nói chuyện với nhau khá nhiều thì sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn với những gì nãy giờ em nghe thì cái cảm nhận của em thì cũng có hợp được một chút chút với chị em, nhưng mà không quá nhiều. Em sẽ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai?
Em đi với dược của em và chị đồng nghiệp và các em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì nói chung nhìn qua thì thấy hai cháu là cũng thấy thiên thời địa lợi. Vì nói chung đang ở Đồng Nai với nhau cho nên là cơ hội mà mình gặp nhau thì nó dễ hơn. Còn cái vấn đề sau đó thì tự hai cháu tìm hiểu. Nếu mà tình hình mà thấy phải duyên phải số thì nó vô lấy nhau. Còn cái vấn đề mà những cái ưu điểm hay nhược điểm thì nói chung là ai cũng có. Nhưng mà trong vấn đề về mình mà tìm hiểu rồi mình chung sống với nhau thì mình thông cảm chia sẻ thì nó bền vững hơn. Mong hai cháu làm sao mà bấm cái đùng cái là cho nó hội đường nó vui vẻ vậy thôi. Dạ, cảm ơn Dượng. Kéo màn. Rồi chúng ta có cơ hội 2 phút để trò chuyện với nhau bạn. Dạ, chào em. Em thấy ai sao? Bất ngờ à? Dạ. Quan trọng nhất cái vụ trán cao đi. Nhìn anh có duyên ạ. Hiện tại là anh đang công tác ở Đồng Nai, nhưng mà ở Đồng Nai là ở đâu anh hả? Anh ở khu công tác ở khu nghiệp Tam Phước á. Anh làm công tác ở đó được bao lâu rồi anh? Anh làm được 5 năm rồi. Lâu, khá lâu. Hiện tại thì là em ở quận 9. Còn em đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê ở Xuân Lộc. Thì nếu như mà mình hẹn hò thì như thế nào? Thì mình mà hẹn hò thì tình yêu thì như thế nào? Thì... ý là hiện tại là em đang ở quận 9, anh ở Tam Phước. Thì thực ra Tam Phước với quận 9 nó cũng khá xa đó. Thì mình có tay có chân mà mình có xe có cộ mình phải đi được cho em. Mà một tuần mình đi mình gặp nhau được mấy hôm? Thì nhưng mà em giờ làm việc của em là như thế nào? Hiện tại là thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Anh thì nghỉ chủ nhật, còn làm từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu mà em muốn hẹn hò thời gian nào trong chủ nhật hoặc tối thứ bảy thì anh cũng đi được. Nói chung là anh sắp xếp được. Đúng rồi. Tất cả buổi tối em muốn lúc nào anh đi lúc đó. Thôi giờ mình nói một câu chốt lại đi. Mình nói về cảm nhận của mình. Cảm nhận thôi. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người cũng xinh xắn, cao. Anh thích phụ nữ cao đâu. Nghe em nói là em cũng rất là cá tính và người cầu tiến. Tâm thì chịu khó. Anh muốn nói với em là nếu như mình có hẹn hò với nhau thì sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thật ra lần đầu gặp anh thì em nhìn qua anh nói chuyện, chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là người cũng sâu sắc. Chắc cũng khó tính giống như em. Mà hy vọng là sẽ một bên khó tính một chút thôi để cho nó dịu bớt lại. Chứ nếu mà ai cũng khó tính nhiều quá thì là đâm ra là sẽ giống như nước với lửa. Cái đó thì trong cuộc sống mình phải tùy biến thôi em. Dạ. Chứ mình không phải cố hữu một riêng của mình được. Hết giờ. Chúng ta sẽ có vào nút bấm. 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Tôi xin báo trước, nếu các bạn đồng ý bấm nút, các bạn phải hôn nhau. Nếu các bạn không hôn nhau được thì đừng bấm nút. Rất có quy định là hôn ở đâu không anh, hay là chỉ là hôn từ đây trở lên? Nhiều khi á mình cũng bực mình là hơi làm màu á, thật sự luôn á. Có những cô gái cái gì đâu hôn má hôn trán tí có gì đâu, đơn giản quá mà. Bạn bè cũng thể hôn nhau mà má có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam có truyền thống là hôn bên ngoài là xấu hổ, nhưng mà toàn hôn trong bụi thôi anh. Đúng rồi đó. Đó, bạn nói hay đấy. Nên là ở đây đông người chính có thể ngại hôn anh. Hôn trước bao nhiêu người đó là nụ hôn rất là trong sáng, rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm đúng xong nữa. Thiệt tình chán không ghê luôn. Giật mình. Nó làm tôi hết hồn mà. Nắm chặt tay trước. Đây đây. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thể ôm nhau. Quá bình thường. Quá thường. Em cũng muốn hôn lắm nhưng mà sợ người ta có thể hôn trên trán, có thể hôn trên má, những cái hôn rất là nó trong sáng mà. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB, trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng.
của áo cưới Milan. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi nhé. Nắm tay thật chặt, ôm hoa. Rồi.